Tử vi thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử vi mỗi ngày.vn. 1. Cùng Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy Bạch Dương trở nên bản lĩnh hơn. Muốn nói gì hay làm gì bạn cũng bày tỏ, không e ngại bất cứ điều gì. Đúng là bạn đã gặp các chướng ngại. Tuy nhiên Bạch Dương cần quyết tâm thì kẻ thù nào cũng bị đánh bại, khó khăn nào bạn cũng có thể vượt qua. Đôi khi chòm sao này cũng nên tận hưởng niềm vui do chính mình tạo ra. Sự đòi hỏi khiến tình cảm hai người nhạt dần. Bạch Dương nên chăm sóc tốt sức khỏe, nhất là thời gian này bạn đang phải đi lại nhiều. Nhớ chuẩn bị cả các loại thuốc để đề phòng nữa nhé. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 23 và 99. 2. Cung Kim Nhiêu Tử Vi 20 tháng 3 năm 2024 dự báo rằng Kim ngưu có xu hướng độc lập hơn. Bạn không muốn vì ai đó mà làm trì hoãn những kế hoạch bản thân đã đặt ra. Cơ hội để tròm sau này có thể hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ. Nếu bạn đang chưa đạt được điều đó, hãy cứ bình tĩnh, biết rằng mọi thứ sẽ sắp được như ý. Thể trạng của Kim Nghiêu thời gian này khá tốt, nhưng vẫn nên dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời, nên thường xuyên hòa mình với thiên nhiên. Nếu đang độc thân, lời khuyên dành cho chòm sau này là bạn sẽ cần hành động ngay và nên đi chơi nhiều hơn nữa nhé. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 12 và 68. 3. Cung song tử song tử đang có xu hướng tức giận. Bạn không thể nào kiểm soát được tình hình nhất là khi bị người ta chỉ trích, chê bai. Có nhiều thông tin đang cùng xuất hiện cùng một lúc. Bạn cần sự tập trung. Hãy cố gắng đón nhận và mở rộng tầm nhận thức của bạn. Có một sự thay đổi tích cực trong chuyện tình yêu. Có thể song tử đang theo đuổi ai đó và bạn sắp đạt được thành quả từ những nỗ lực của mình. Song Tử luôn biết cố gắng chi tiêu, mua sắm theo kế hoạch nên bản thân bạn cũng biết tính toán chi tiêu sao cho hợp lý. Bởi vậy lúc này không cần phải lo lắng quá nhiều đâu nhé. Con số may mắn của Song Tử ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 56 và 99. 4. Cung Cự Giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải nên tránh xa các áp lực bằng cách lên kế hoạch để thực hiện mọi thứ thận trọng nhất có thể. Khi đó bạn chỉ tập trung thực hiện theo kế hoạch là được. Trong sau này biết cách thích nghi hơn bất cứ ai. Có thể nói bạn đang hòa hợp hơn với thế giới xung quanh một cách tài tình mà không phải ai cũng làm được. Có thể Cự Giải đang mắc kẹt trong vấn đề tình cảm. Nếu đang trong mối quan hệ lâu dài, bạn cần nghĩ đến việc làm mới nó, đừng để mọi thứ diễn ra như một thói quen. Việc tiết kiệm ngày càng trở nên khó khăn khi có nhiều việc cần phải tiêu dùng. Tuy nhiên, cự giải hãy kiên định với mục tiêu của mình nhé. Con số may mắn của cự giải ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 22 và 81. Nam, cung sư tử sư tử đang tự trang bị một tinh thần tươi trẻ để sẵn sàng đối diện với những điều mới mẻ đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Một cơ hội mới sẽ xuất hiện, và sư tử hãy thử nó xem sao. Đừng vội từ chối, trong sau này hãy giữ đầu óc cởi mở, cũng như để ý đến thứ gì sẽ đến với bạn. Cơ hội đang mở ra rất nhiều cho những ai đang độc thân. Do đó bạn cần lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn nhé. Trong khi tình hình tài chính của chòm sao này dần cải thiện. Sư tử hãy nuôi dưỡng một lối tiêu xài vừa phải để đảm bảo thịnh vượng lâu dài. Con số may mắn của Sư tử ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 11 và 80. 6 Cùng xử nữ tử vi phương Tây cho thấy xử nữ biết tiết chế cái tôi của mình một chút thì tình hình sẽ tốt đẹp hơn. Nếu bạn đã có một vị thế nào đó trong công việc thì xử nữ có thể ăn mừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó bạn cũng phải tìm cách để cải thiện cả kỹ năng quản lý của mình nữa. Sử nữ mong ai đó thấu hiểu bạn trong mọi hoàn cảnh. Chính bạn cũng có những quyết định ngớ ngẩn mà bản thân mình không hiểu cơ mà chòm sau này đang tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp khi tình hình tài chính của bạn đã khá hơn so với trước. nhưng cũng đừng vì thế mà vung tiền hoang phí. con số may mắn của xử nữ ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 23 và 86. 7. cung thiên bình thiên bình tránh xa những vấn đề đang liên quan tới chính quyền nên thận trọng để có thể không vướng phải các rắc rối đang có đã đến lúc bạn quan tâm hơn tới những người xung quanh mình rồi đó có thể trước đây thiên bình không mấy để ý và điều đó khiến bạn bị thiệt thòi trong các quyết định nếu có thể hãy cùng một nửa của mình tới một nhà hàng mà thiên bình yêu thích đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn chia sẻ những mong muốn sắp tới của mình với nửa kia trong sau này đang khá nhanh nhạy trong việc kiếm tiền, nhờ thế mà có thể tự mở ra thêm những cơ hội mới tốt đẹp cho mình. Việc làm ăn thời gian này của bạn cũng khấm khá. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 11 và 69. 8 cùng bỏ cạp bỏ cạp cảm thấy khó khăn khi nhìn vào điểm yếu của mình nhất là những ai đang so sánh cuộc sống của mình với người khác và cảm thấy yếu kém hơn có thể xảy ra nhiều vấn đề trong quá trình làm việc nhưng cuối cùng thì điều quan trọng ở đây là dự án của bạn đã thành công bỏ cạp cần nên lưu tâm những chi tiết nho nhỏ để hỗ trợ cho bạn đời họ sẽ rất cảm động vì sự quan tâm này của bạn đấy nhé chăm sóc cơ thể thôi là chưa đủ đâu. Chòm sau này sẽ thường bận rộn với nhiều thứ bên ngoài mà quên, chăm sóc, cho tâm hồn sâu thẳm bên trong đang tổn thương. Con số may mắn của bọ cạp ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 15 và 62. 9. Cung nhân mã nhân mã có cảm giác bất an vì những việc xảy ra trong thời gian gần đây đó là lý do bạn trì hoãn và không thể giải thích hết với mọi người được nhân mã nên hiểu biết về vai trò của bạn trong bức tranh tổng thể dù sự độc lập là cần thiết nhưng bạn cũng cần hiểu rõ sự ảnh hưởng của mình tới xung quanh nữa nhân mã và người ấy có thể xảy ra cãi vã tuy nhiên những lời khuyên là bạn không nên lôi cả những chuyện cũ ra hoặc chỉ trích thói xấu của đối phương Chính tròm sau này cũng không ngờ được rằng thời gian qua bản thân đã tiết kiệm được nhiều tiền như thế. Thực ra nhu cầu mua sắm lúc này nhân mã không nhiều nên bạn mới duy trì được thói quen tốt này. Con số may mắn của nhân mã ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 32 và 56. 10 cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma Kết không thực sự thừa nhận tính cách lập dị của mình. Trong sau này còn cho rằng người khác đang cố tình đẩy bạn ra xa. Nếu bạn hay ưu tiên sự an toàn, hãy dành thời gian ngẫm lại xem liệu bạn có đang hoạt động dưới mức tiềm năng của mình. Ma Kết cần bứt phá ra khỏi vỏ bọc ở hiện tại. Bất kể tình trạng của mối quan hệ đang diễn ra như thế nào thì bạn cũng đã tự cải thiện nó. Đừng quá lo lắng vì trong thời gian tới sẽ hái được quả ngọt thôi. Chỉ cần thay đổi trong cách ăn uống bạn đã cảm nhận rõ những thay đổi, có cảm giác cơ thể nhẹ nhõm, nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Con số may mắn của ma kết ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 25 và 77. 11, cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình nên bao dung với lỗi lầm của người ta trong ngày thứ tư này. Hãy nhớ rằng ai cũng có thể mắc lỗi ngay cả chính bạn cũng vậy. Bạn nên dành thời gian để tham gia các hoạt động và tìm hiểu đồng nghiệp, bạn sẽ có được cuộc sống công sở thú vị hơn, cũng như nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ từ họ. Điều quan trọng trong một mối quan hệ là hai người tôn trọng nhau. Thứ tư này, Bảo Bình nên học cách lắng nghe người ấy nhé. Nguồn thu của Bảo Bình đang có dấu hiệu tăng theo thời gian. Đang có dấu hiệu đáng mừng sau một thời gian bạn không ngừng tìm cách gia tăng thêm các nguồn thu nhập khác ngoài lương. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 36 và 88. 12. Cung song ngư tử vi ngày mới cho biết thứ tư này, song ngư đừng để chuyện cũ liên quan tới cả chuyện hiện tại. Song ngư đang khiến mọi việc rối tinh, rối mù rồi đấy. Mọi việc đang diễn ra thuận lợi, bạn cũng đang đầy quyết tâm nên rất biết cách dồn mọi năng lượng của mình cho những việc quan trọng để đạt hiệu quả tốt nhất. Song ngư có thể thử những cách thức chăm sóc sức khỏe theo phương pháp mới và nhận ra hiệu quả rõ rệt. Nhưng Song Ngư hãy thực hiện từng chút một thôi nhé. Chưa hết tháng đã hết tiền khiến bạn rất lo lắng. Bạn cần nên hạn chế việc vay mượn thì lúc này bạn nên tránh việc tiêu dùng những thứ không cần thiết. Con số may mắn của Song Ngư ngày 20 tháng 3 năm 2024 là 81 và 99.